Kính chào quý khán thính giả đã đến với kênh Định cư và cuộc sống ở Canada. Thưa quý vị, Tết Nhất đã đến nơi rồi và tất cả những người Việt Nam chúng ta, cái truyền thống từ xưa đến nay, khi ngày Tết đến thì những người ở hải ngoại với lại ngay cả những người ở trong nước mà xa quê hương, họ đều tìm về mái ấm gia đình. Tuy nhiên, trong số những người đó, những người ở Việt Nam thì lại vẫn có một số người bỏ nước ra đi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, con đường mà ra đi hiện nay tới các nước tư bản đang là một cái trào lưu. Nhiều người nói rằng ở Việt Nam hiện nay, thời điểm hiện nay là cái thời điểm làm ăn rất là khó khăn. Cho nên ngay cả những nước châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản hoặc Singapore hoặc Đài Loan cũng rất nhiều người xếp hàng để đăng ký xin visa và để sang các nước đó lao động. Không huống hồ gì những nước tư bản như ở Canada hoặc Mỹ. Cũng trong thời gian qua, có một số bạn đã đến đất nước Canada theo con đường du lịch hoặc bằng nhiều con đường khác nhau. Theo như mình biết, có cả những con đường mà họ đi từ Malaysia, họ bay sang bên Malaysia, sau đó là xuống một con tàu mà do có một đường dây tổ chức vượt biên. Những con tàu này mình nghe rằng nói rằng là những con tàu này như là những con tàu vút cô, và họ đưa những cái người này đến thẳng Canada hoặc đến Mỹ, và mỗi một người đầu người họ lấy ước chừng vào khoảng 60.000 đô la. Mình đã gặp một số bạn đi tới Canada và trên con đường định cư theo con đường đó, thì theo như cái bạn đó, cơ bản họ sẽ đến đây đi theo cái con đường là trải qua một cái cuộc phỏng vấn để xin tị nạn, hoặc có nhiều người họ sẽ nhờ luật sư hoặc các công ty môi giới ở đây để chuyển qua các dạng lao động khác nhau, và mục đích cuối cùng của họ là trở thành công dân của người Canada. Vâng, thưa các bạn, trong số những bạn này thì mình hỏi rằng là thế tại sao mà trên những con tàu đó các bạn đi có thể đến Mỹ và Canada hoặc một nước nào đó, thì tại sao mà lại không đi đến Mỹ? Bởi vì theo như tôi biết rằng là có rất nhiều người muốn đi Mỹ, 80% người Việt Nam ta thích định cư Mỹ hơn ở định cư Canada. Thì mình gặp một bạn rất trẻ, mới có 23 tuổi thôi, thì bạn ấy đi một mình và có vợ con ở nhà các bạn nhé. Thì bạn ấy nói rằng con không thích đi Mỹ. Lý do là có một vài lý do chính. Cái lý do đầu tiên là đất nước Mỹ là không được an toàn như ở Canada, bởi vì đất nước đó là người dân được phép sử dụng súng. Hơn thế nữa là trung tâm của những cái tổ chức khủng bố nhằm vào đất nước Mỹ. Cho nên là nói tới đất nước Mỹ là thật sự là con rất đáng sợ. Bản thân mình thì là đàn ông thanh niên còn có thể là chấp nhận được, nhưng còn vợ còn con, còn cả một cái tương lai của cả một cuộc đời và con cháu sau này nữa, thì Canada mới là miền đất hứa. Còn một lý do khác mà bạn đưa ra, mà đây cũng là một lý do theo mình nghĩ nó là lý do chính, đó là cái nền an sinh xã hội ở Canada nó rất cao. So với Mỹ thì Canada nó cũng cao vượt hơn rất nhiều. Và ngay cả Cao ủy Liên Hợp Quốc cũng chọn Canada là đất nước đáng sống nhất hành tinh. Một vấn đề khác nữa, bạn trẻ này nói với mình rằng bây giờ mình đi sang Mỹ có thể là khi mà đi làm trong một ngày tiền lương thì có thể là được nhiều hơn ở bên Canada một chút. Nhưng nếu chẳng may mà bị bệnh tật thì coi như là có khi kiếm ăn cả 5-7 năm, chỉ một cái cơn bệnh một cái thì coi như là phải đi chữa bệnh ở bệnh viện là hết tiền, mà có khi còn không có cả đủ tiền để chữa bệnh. Trong khi đó Canada thì chữa bệnh hoàn toàn miễn phí. Đó là một điểm bạn muốn nói rằng là tại sao mà con chọn Canada để cho gia đình nhà mình định cư ở đó. Thì trong một số video trước đây khoảng 1 tháng khi mình mới thành lập kênh, mình cũng đã nói với các bạn rằng là nếu bạn nào ấy mà có ý định đi Canada để định cư thì đúng rồi, các bạn nên chọn đất nước Canada. Bởi cũng như là nhiều người đã nói đó, tức là Canada là đất nước đáng sống nhất hành tinh. Tuy nhiên, nếu bạn nào chọn đến Canada để mà mục đích để đi kiếm tiền gửi về Việt Nam thì các bạn nên suy nghĩ lại cái vấn đề này. Mình không đưa ra một cái quyết định là đừng lên đi hay là hãy đi Mỹ hoặc đi nước nào đó, mà mình chỉ nói với các bạn là hãy nên suy nghĩ lại, bởi vì Canada thất nghiệp rất nhiều, 6 tháng mùa đông ngay cả những người ở đây cũng họ cũng bị thất nghiệp rất nhiều, và tiền lương làm ở đây một ngày chỉ được khoảng 100 đô Mỹ mà thôi. Tất nhiên có những cái công việc mà có thể là nhiều cái ngành nghề khác mà nó kiếm được khá nhiều tiền,
Thì mình cũng nói với các bạn là chỉ là có một số người có khả năng thôi. Chẳng hạn như những người mà có tay nghề theo như mình biết là cái nghề làm đẹp, chẳng hạn như là đi làm tóc của phụ nữ hoặc là xăm môi, xăm mắt hoặc là làm nail, thì cái những cái ngành nghề đó là cái tiền lương thì khả năng họ là được tương đối nhiều. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong phần 2 của câu chuyện con gái của ông trùm băng đảng Tam Hoàng đi tìm người yêu ở thác nước Niagara, mình đã có một cái phần mà nói tới rằng cô gái này đang cố gắng bằng mọi cách để làm sao tìm kiếm được ra người yêu của mình, và sau đó cô ta sẽ đưa về Vancouver để sinh sống. Mục đích của cô gái tên là Hoa này rất rõ ràng, cô ấy muốn cứu người yêu xong, sau đó triệt phá cái đường dây buôn người từ Việt Nam qua bên Canada đi sang Mỹ. Trong khi đó mình có hỏi cô gái này rằng, nếu mà con cứu được người yêu xong, con triệt phá cái đường dây này, thì lúc đó người ta cũng sờ đến người yêu của con, thì con nghĩ sao? Cô gái này bảo là bác không phải lo những cái điều đó, bởi vì người Việt Nam chúng ta có rất nhiều người giỏi, và ở tại Canada có rất nhiều đường dây họ có thể giúp người Việt Nam, những người xâm nhập vào đây bất hợp pháp, chỉ trong một thời gian ngắn sẽ trở thành một cái công dân của người Canada. Rất là đơn giản thôi, miễn làm sao có tiền. Nếu con đã gặp được anh ấy rồi thì bọn con sẽ cố gắng lao động và làm ăn, một thời gian sau khi có tiền thì sẽ hoàn thành cái hồ sơ để cho anh ấy đạt được cái mục đích là trở thành công dân Canada. Mình không biết rằng là cô bé này có cái khả năng đó thật không, hoặc là có những cái người mà giúp cô ấy trong cái việc này thật không, nhưng mà mình thấy cô gái này rất là nói chuyện rất là tự tin và khẳng định rằng là điều này nó là sự thực. Mình cũng biết rằng là có rất nhiều người, rất nhiều khách Việt Nam đi theo cái con đường du lịch sang đây và họ chuyển sang các cái diện khác nhau, chẳng hạn work permit hoặc một cái diện gì đó, và sau đó khoảng 2 năm sẽ có cái thẻ thường trú nhân. Thì ở đây họ sẽ phải mất một số tiền, họ phải cần thông qua một công ty môi giới hoặc một luật sư giỏi. Và cái số tiền họ phải mất theo như mình nghĩ nó ước chừng độ khoảng vào 1,5 tỷ gì đó. Mình cũng hỏi cô bé tên Hoa này rằng trong suốt gần một tháng qua rồi con tìm không được rồi, liệu có khả năng nào mà coi như là cái đường dây kia đã đưa cái cậu này sang Mỹ hay không? Và nếu người yêu của con mà sang Mỹ thì con sẽ nghĩ như thế nào? Thì cô gái này nói rằng nếu người yêu của con sang Mỹ thì con cũng đi sang bên Mỹ tìm bằng được người yêu của con. Vấn đề ở đây theo con nghĩ là không phải như vậy, bởi vì nếu anh ấy ở bất cứ đâu, đang ở Canada hoặc ở Mỹ, thì anh ấy cũng sẽ liên lạc với con, điều đấy là con khẳng định là điều chắc chắn. Nhưng ở đây tự nhiên là mất liên lạc, ở đây con rất lo sợ. Cái điều lo sợ của con chính là cái điều mà những cái bọn buôn người này họ bắt coi như là nói ra cái cho lấy cái số điện thoại của người thân và người ta sẽ làm tiền. Nhưng mà người yêu của con khả năng là không chịu nói ra cái tên tuổi và người thân của anh ấy ở tại Canada hoặc ở Mỹ, thì cái bọn buôn người này không có cách nào để lấy tiền hết. Chính vì vậy mà tính mạng của anh ấy sẽ bị đe dọa. Con là con chỉ lo cái vấn đề đó. Còn nếu anh ấy sống bình thường và anh ấy đi Mỹ hoặc đang ở Canada, mà nếu mà không bị những cái áp lực như vậy thì chắc chắn sẽ được sử dụng điện thoại. Mà đã sử dụng được điện thoại thì anh ấy sẽ phải gọi cho con. Bởi vì ngoài con ra thì anh ấy không có người thân ở Mỹ cũng như không có bất cứ người thân nào ở Canada hết. Trong cái quan hệ mấy năm qua, con đã hiểu rất rõ về hoàn cảnh gia đình nhà anh ấy. Vâng, thưa các bạn, cách đây 2 ngày, hôm đó buổi trưa hôm kia mình đang ở cái bệnh viện Toronto, có một cái chút công việc riêng ở trên đó, thì mình nhận được một cuộc điện thoại từ cô gái tên là Hoa này. Các bạn biết không, cô ấy này rất vui mừng và thông báo một điều với mình rằng là cô ấy đã cứu được người yêu khỏi tay cái bọn buôn người này. Và nghe cô gái này kể chuyện lại thì cái cuộc giải cứu này nó thật sự diễn ra rất là đơn giản. Nó hoàn toàn khác với những suy nghĩ trước đây của cô gái này. Cái vấn đề chính là cái vấn đề để tìm ra cái chỗ nào mà bọn buôn người đang giam giữ người yêu của cô ấy. Theo cô ấy nghĩ từ trước đến đến khi hành động nó là như vậy. Thì chính vì cái suy nghĩ cái điều này, cô gái này đã thuê một cái người Việt Nam sống ở tại Niagara này nó lâu năm rồi, và người này rất là quen thuộc thông thạo ở cái khu vực này.
và cô ta nói rõ cái mục đích của mình là đi tìm người yêu, và cái người yêu tên là Tú, 25 tuổi, và có thể là đến khu vực này cách đây gần một tháng. Cô gái này cũng đưa cho cái người đó xem ảnh và ra với một cái giá rất cao rằng là nếu tìm được, chỉ cần biết là người yêu chỗ nào thì anh ta sẽ được hưởng cái số tiền đó. Cô gái này cũng không nói rõ là số tiền đó là bao nhiêu tiền đối với mình. Thì chỉ có 3 ngày sau, khi mà ra giá nói chuyện với một cái người bản địa đó, thì coi như là cái người ở bản địa này thông báo rằng là ở đây á có độ khoảng 4 năm được cái đường dây để đưa người vượt biên trái phép từ Canada sang sang Mỹ. Vâng, và theo như cái người ở bản địa này thông báo nói chuyện với cô gái tên là Hoa này, thì được biết rằng mỗi một đường dây là hoàn toàn khác nhau, tức là họ cạnh tranh nhau để đưa người từ Canada sang Mỹ. Không cứ gì người Việt Nam mình mà còn có rất nhiều người của các nước khác nữa cũng được họ đưa sang bên đó. Có nghĩa là đường dây này có thể là của người Việt Nam, cũng có đường dây là của người các nước khác như Trung Quốc, Ấn Độ, vân vân. Nhiều người ở bên Canada họ có người nhà bên Mỹ, tức là họ đi từ Việt Nam sang Canada, và nhưng mà ở Canada họ không có người thân và họ có người thân ở bên Mỹ, hoặc những người chỉ muốn sang Mỹ chứ không ở lại Canada thì họ sẽ đi theo những cái đường dây này, và cái giá dao động độ khoảng từ 15 đến 25 ngàn. Tất nhiên là họ nhìn nhìn mặt để họ ra một cái giá, chẳng hạn họ thấy cái người này có khả năng có nhiều tiền họ sẽ ra cái giá cao. Và gặp những cái khách nghèo khổ hay là những cái khách khó nhằn quá thì họ có thể là 7-8 ngàn họ cũng đưa đi được. Tất nhiên là các bạn hiểu rằng là đây là cái giá từ Canada sang Mỹ, chứ không phải là cái giá từ Việt Nam sang đến Mỹ các bạn nhé. Bởi vì từ Việt Nam sang Mỹ là tính vào khoảng 2 tỷ, hơn 2 tỷ cơ. Và theo như cái người bản địa này thông báo cho cô gái, nó có 4 năm đường dây như vậy. Và không biết rằng là bây giờ cái cậu này là đang nằm trong cái đường dây nào. Cũng theo như cái người dân bản địa nói á, là rất khó tiếp cận những cái đường dây buôn người này, bởi vì họ rất đề phòng, họ sợ sơ sảnh một cái thì sẽ mất hết cái cửa làm ăn. Cho nên là chính vì thế mà để tiếp cận được họ không phải là một cách đơn giản. Con gái ông trùm băng đảng Tam Hoàng này, theo mình nghĩ cô ấy thực sự là một cô ấy đa mưu, đã bày cách cho cái người bản địa này bằng cái cách để mà tiếp cận những cái người kia. Tất nhiên là cô gái này đã tăng thêm một chút tiền để cho cái người kia có đủ can đảm để mà tiếp cận. Và sau đó chỉ có một ngày thôi thì cái người bản địa kia đã mang một cái tin tốt lành về cho cô bé này. Có nghĩa là cái đường dây mà người yêu của cô gái tên Hoa này, tên là Tú, đã coi như nhốt cái cậu Tú này trong một cái ngôi nhà ở dưới cái tầng hầm, mà ngôi nhà đó ở rất gần thác nước Niagara. Đây là một cái cơ sở bí mật mà cái đường dây này họ vẫn hoạt động. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là tại sao mà cậu Tú này bị giam giữ? Ở đây như mà mình đã nói phần đầu trong câu chuyện, theo như cái cô gái tên Hoàn Đà Hoa này đã nói, tức là họ sẽ lấy 1/3 số tiền. Mất 2 tỷ thì bạn phải bỏ ra 700 triệu để coi như là giai đoạn đầu khi từ Việt Nam đến Canada. Có nghĩa trong cái giai đoạn đó là họ đã làm cho bạn tất cả những từ giấy tờ, từ cái visa để đi du lịch sang đây chẳng hạn. Sau đó là họ thu 1/3 số tiền. Và khi đến Canada, họ lại lấy một lần tiền thứ hai. Và khi đi sang đến tận bên Mỹ, khi sang biên giới Mỹ, họ thu lần tiền thứ ba. Và khi đến tận nơi là họ thu lần tiền thứ tư. Có nghĩa là có 4 giai đoạn để thu tiền, và mỗi một lần thu thì cái số tiền ở phía sau lại hẹp lại. Cậu sinh viên tên là Tú này trước đó đã nhận 500 triệu của người yêu của mình và đã nộp cho phía bên đường dây để đưa mình sang đến Mỹ. Thì khi đến Canada thì cậu ta không nộp tiền, có nghĩa họ cậu ta không thông báo cho cô người yêu biết, mà bản thân cậu ta khi đến sân bay Toronto là có ý định là coi như là thoát khỏi cái đường dây buôn người này, và để ra đến bên ngoài sân bay là sẽ gọi điện cho người yêu đến đón. Nhưng mà tất cả những hành động của cậu Tú này đã không vượt qua được những cái con mắt mà tinh danh của những cái đường dây buôn người đó. Cho nên là bọn kia nó đã giật cái điện thoại của cậu này và coi như là đã dẫn cậu này đi.
Trong những ngày vừa qua cậu Tú Lầy đã bị giam giữ ở trong một cái căn tập hầm đó thì cậu ta cũng nhất quyết là không khai ra là người yêu của mình, bởi vì cậu ta biết rằng là cô gái này cũng không có nhiều tiền, mới lớn lên và tất cả tiền bạc là cô ta vẫn đang đi học hành, cho nên là tất cả tiền bạc là đều là của mẹ thôi. Chính vì vậy mà cậu ta không dám khai tên ra. Lấy của người yêu cái số tiền 500 triệu nó đã là quá lớn rồi, bây giờ lại bắt bỏ ra một số tiền lớn nữa thì cậu ta không đành lòng. Nhưng mà cậu ta cũng tuyên bố là nếu mà không thả cậu ta ra thì cậu ta sẽ báo cảnh sát. Nhưng mà nói thì nói như vậy thôi, cậu ta làm sao có thể báo được cảnh sát một khi đã bị giam trong một cái nhà, đúng không ạ? Và những cái kẻ buôn người cũng thừa biết rằng là nếu cậu ta mà báo cảnh sát thì chắc chắn là cậu ta chắc chắn đầu tiên, cái việc đầu tiên là sau đó là cậu ta sẽ bị trục xuất về Việt Nam. Mà mục đích của cậu ta rõ ràng là đi sang Mỹ hoặc sang Canada. Theo như mình biết rằng là cậu này vẫn không khai báo ra rằng là tôi là muốn ở lại Canada. Cậu ta không nói rõ, nhưng mà bọn buôn người kia thì lại nhìn thấy cậu này quá rõ. Chính vì vậy mà bọn chúng đã sắp xếp người rất là đàng hoàng để kèm cặp cậu này không cho trốn ở Canada, mà mục đích là để đi sang Mỹ. Thì trước tiên họ cần đến khi đến Canada là bạn phải trao cho họ một số tiền theo cái hợp đồng ban đầu, đúng không ạ? Và đến khi mà đi cái cáp treo để sang sang được bên kia biên giới Mỹ rồi thì phải trao một lần tiền nữa. Và khi lên máy bay đi đến, chẳng hạn như bạn đi đến California chẳng hạn, thì phải trao lần tiền cuối cùng. Đấy là cái hành trình mà của những bọn buôn người, nó sẽ tiến ra nó là như vậy. Cũng theo lời cô gái tên Hoa kể lại là cái cậu mà cái người ở bản địa kia biết chắc rằng là cái đường dây buôn người này là của người Việt Nam, cho nên đã tiến hành áp sát được một đối tượng là người Việt Nam cũng trên đường mà đi Mỹ. Và khi hỏi thăm với người này thì họ nói rằng là họ phải ở đây trong mấy ngày, ít nhất là khoảng 2-3 ngày để chờ những cái tốp sau tới. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái đường dây buôn người này á, họ không đưa đi lẻ tẻ, mà chẳng hạn như là họ sẽ dẫn chẳng hạn như 10 người đi một lúc chẳng hạn. Từ Việt Nam thì không phải là 10 người đó đi liền một chuyến bay, có những người là hôm nay bay, có những người ngày mai bay. Có nghĩa là trong một cái đường dây đó họ sắp xếp khoảng 10 người đi một chuyến, thì là đi từng một vài người một, một hai người một từ Việt Nam sang bên đây. Và khi tụ đủ chẳng hạn như là 10 người thì lúc đấy họ đưa đi một chuyến 10 người đó cùng sang bên Mỹ luôn. Cho nên là chính vì vậy là cái đường dây này là những người đến trước là phải chờ đợi những người đến sau. Và chính cái người bản địa ở đây đã tiếp xúc được một trong số những người đó. Và qua cái người này thì nói rằng là ở một cái phòng ngay bên cạnh, ở dưới tầng hầm, là có một thanh niên đang bị nhốt ở đó vì không chịu trao trả tiền. Khi xác định được 99% rằng là người yêu của mình đang bị nhốt ở căn nhà đó, thì cô gái tên Hoa này đã tiếp cận vào nói chuyện với chính bọn đưa người ở vượt biên này. Và cô ấy tuyên bố rằng nếu không thả người yêu tôi ra thì ngay lập tức tôi đi báo cảnh sát. Và như các bạn biết đó, đường dây buôn người thì sợ lắm rồi, sợ cảnh sát lắm rồi, đúng không ạ? Một khi mà coi như đường dây là bị phá ra thì những người ở đây mình không biết họ là những thành phần nào, nhưng chắc chắn bị tóm cổ, là bị bắt vào tù, là bị phạt tiền. Mà vào tù bao nhiêu năm mình không rõ nữa, chắc chắn là cái hành động này là tù tội rất nặng. Và cái đường dây, và quan trọng nữa là cái đường dây của họ kiếm được rất nhiều tiền sẽ bị phá lát trong một lốt nhạc. Tuy nhiên, những cái kẻ buôn người này cũng biết điểm yếu của cô gái này, có nghĩa là rất sợ người yêu của mình bị quay trở về Việt Nam, đúng không ạ? Chắc chắn là người ta cũng cũng đặt vào cái hoàn cảnh đó, và người ta biết chắc rằng là ai chả thế, chả sợ cái người này đã sang đây rồi vậy bị quay trở về Việt Nam. Một khi cô khai ra chúng tôi thì coi như tất cả người yêu của cô thì cũng bị quay về Việt Nam thôi. Chính vì vậy mà những kẻ buôn người này đã đòi tiền của cô gái, và đòi theo cái hợp đồng, có nghĩa là đưa hết 2 phần 3 số tiền theo những cái hợp đồng ban đầu ở Việt Nam là 2 tỷ, thì bây giờ phải đưa vào khoảng 1 tỷ 4, 1 tỷ rưỡi. Nhưng mà cô gái này nhất quyết là không đưa, mà bản thân cô nói thật là cũng không có tiền luôn. Những kẻ buôn người này cũng rất cứng cắn, rất cứng cứng rắn và sừng sỏ. Họ nói với cô gái tên Hoa này là bây giờ cô không trả tiền thì thôi, chúng tôi bắt buộc phải đưa cậu ta trở về Việt Nam, đúng không ạ? Bởi vì coi như là cậu ta không đáp ứng được đủ cái hợp đồng, nói không thực hiện đúng cái hợp đồng thì chúng tôi đưa cậu ta trở về Việt Nam thôi. Tất nhiên cô gái này thừa sức hiểu cái điều đó. Bây giờ bọn mày tự nhiên lại đưa coi như người yêu của tao trở về Việt Nam, có nghĩa bọn mày lại phải mua một lần vé máy bay tiếp, đúng không? Mà về Việt Nam có khi là người yêu của tôi lại còn tố cáo các ông ở chính quyền Việt Nam, và các ông còn bị bắt ngay ở chính quyền Việt Nam, chứ không phải chuyện đơn giản.
Và thật sự thưa với các bạn rằng mình phải nói rằng là cô bé này quá cứng rắn và cũng quá hiểu luật luôn. Bởi vì cô gái này nói rằng là ngay cả các ông mà muốn đưa người yêu của tôi về Việt Nam cũng không thể đưa được. Bởi vì các ông chỉ cần có ý định đưa về Việt Nam mà phát thôi, thì tôi báo luôn cảnh sát và tôi nói rằng là người yêu của tôi là muốn xin tị nạn ở tại đây, không thể trở về Việt Nam được, bởi vì trở về Việt Nam là bị bắt. Cho nên là tôi sẽ thông báo luôn là người yêu của tôi là những người là người đang đến đây, trốn đến đây và xin tị nạn. Còn bây giờ các ông mà coi như là đưa cậu ấy trở về Việt Nam cũng không thể đưa được nữa, bởi vì tôi sẽ nộp cho cảnh sát cái hồ sơ ảnh của người yêu của tôi và coi như là lý do xin tị nạn ở tại đây. Và như các bạn biết đó, những cái kẻ buôn người thì mục đích của chúng nó chỉ là lấy tiền, chứ là mềm thì lăn, rắn thì buông, vậy thôi, không nhai được thì chắc chắn là phải bỏ. Mà nếu mà già léo thì đứt dây, không cẩn thận là bị tan vỡ cả đường dây mà bị xích cổ vào tù. Cho nên là chính vì như vậy và chúng đã ngoan ngoãn nghe lời cô gái này và thả người yêu của cô gái này ra. Và như các bạn đã biết, cô gái này chỉ là đe dọa thôi, bởi vì mục đích làm sao, chính bản thân cô cũng sợ rằng là bây giờ mà cái chuyện vỡ lở ra thì người yêu của cô chắc chắn là bị trục xuất về Việt Nam rồi, đúng không ạ? Không có con đường nào khác ạ. Cho nên là chính cô gái này đã âm thầm ra khỏi một cái là gọi điện cho mình và coi như để đi về coi như Vancouver luôn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, mình cũng đã nói từ đầu video, bây giờ cái mốt mà đi Canada đi Mỹ đang là một cái mốt rất là thịnh hành ở tại Việt Nam. Tất nhiên là không phải ai cũng có thể là đi được, bởi vì qua những cái đường dây môi giới đó họ lấy rất nhiều tiền. Còn thì những người có khả năng thì họ đang coi như là rất là cấp tốc để đi theo những cái con đường theo các công ty môi giới này, bởi vì họ biết rằng là cái thời điểm này là cái thời điểm là quan trọng nhất, bởi vì có thể một lúc nào đó rất gần thôi, công an phía Việt Nam hoặc ở bên này họ sẽ phá cái đường dây này đi và coi như lúc đó có nhiều tiền cũng không đi được theo kiểu thế, đúng không ạ? Nếu các bạn phải xếp hàng để mà xin visa và đi theo các kiểu xăm này không phải là một chuyện đơn giản. Và ngay cả các đường dây bên này để làm theo cái cách mà như là làm chui đó, cũng như là như cô gái này đã nói là chẳng hạn như là sẽ chuyển từ cái cậu này đi sang đây là bất hợp pháp. Chẳng hạn cái cậu người yêu này của cô ta đi sang đây bất hợp pháp, nhưng cô ta sẽ chuyển sang để có cái thẻ xanh một cách hợp pháp, không có gì là khó. Quan trọng nhất là cô ấy có tiền. Thì ở Việt Nam bây giờ cũng vậy, rất nhiều người đang cố gắng gọi nhanh nhanh để mà đi, mặc dù kể cả là đắt một chút cũng được, cũng đi đi luôn, bởi vì sợ là đường dây này nó sẽ bị phá đi và cái chuyện này nó đang trở thành một cái mốt. Ở đây thì mình đưa ra câu chuyện này không có một chút nào để khuyến khích các bạn ra đi, bởi vì đã nói tới hợp pháp, bất hợp pháp thì các bạn đi thì kiểu gì cũng nguy hiểm, đúng không ạ? Dù các bạn có đến nơi được nhưng mà cái chuyện ở lại Canada được hay không hoặc ở lại Mỹ được hay không vẫn là một câu hỏi lớn, rất là lớn. Mình cũng xin thông báo với các bạn rằng có những người đã có thẻ xanh nhưng bị phát hiện ra những vấn đề về khi nhập lậu và khai báo gian dối vẫn bị trục xuất về Việt Nam như thường. Bởi vậy các bạn phải lên lưu ý rằng là các bạn đi thì chẳng hạn như là đi đường đường chính chính, chẳng hạn đi du lịch bình thường và các bạn có những lý do nào đó để chuyển sang một cái dạng lao động khác để định cư chẳng hạn thì là ok. Còn thì đi theo cái kiểu như mà đường dây nọ đường dây kia như vậy là mình cảm thấy cực kỳ là mất an toàn và có khi là bị mất cả chì lẫn chài các bạn nhé. Cái đó là trên là khi mà các bạn xem những video này thì các bạn phải hiểu được rằng là cái mục đích của mình đưa lên đây không phải là để khuyến khích các bạn đi, mà mình chỉ nói để cho các bạn rằng những cái đường dây đó, đi theo những đường dây đó là rất nguy hiểm. Và đất nước Canada không phải là toàn một màu hồng như nhiều người đã vẽ vời ra để cho các bạn đi sang đây mất hàng đống tiền sang đây. Bởi vì những cái người mà trong cái đường dây đưa các bạn đi sang đây thì họ sẽ nói rất là quá lên rằng mà ôi sang đấy đi lao động một ngày được mấy trăm đô, ôi một tháng được cả mười mấy ngàn đô. Như vậy thì ai chả thích đi. Ôi nếu một tháng mà mười mấy ngàn đô thì đi có lửa năm đã thu về được cái vốn rồi, rồi sau đó thì coi như là làm ra tiền để gửi về Việt Nam hoặc định cư ở đó. Họ vẽ ra rất là tốt, mà các bạn thì ví dụ như là không tìm hiểu kỹ, không có người thân bên này, và coi như là cứ nghe lời họ nói như vậy là tự nhiên là tiền mất tật mang. Vâng, video của mình hôm nay xin tạm thời kết thúc tại đây. Mình rất mong nhận được những ý kiến đóng góp chân tình của quý khán thính giả và các bạn. Và hẹn gặp lại quý khán thính giả và các bạn ở những video sau.